Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ trở lại giới thiệu cái quỹ GFX để chúng ta có thể nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể giao dịch một cách an toàn nhất và hiệu quả nhất. Hiện tại thì các cái mô hình quỹ, đúng không ạ, thì chúng ta biết được là để mà giao dịch được thì thực tế thì có rất nhiều người giao dịch tốt, đúng không ạ. Tuy nhiên ấy, thì thông thường người ta sẽ ưu tiên đến những cái quỹ mà có những cái tỷ lệ giao dịch lâu dài và các cái thành viên điều hành đã có kinh nghiệm cũng như là có các lịch sử và history tốt, thì chúng ta sẽ có cái sự an tâm hơn. Thứ hai nữa là việc chi trả lợi nhuận trong các cái khung thời gian là tháng, quý, năm, thì chúng ta sẽ biết được rất nhiều các cái nhà đầu tư happy về cái vấn đề chi trả lợi nhuận. Tuy nhiên có rất nhiều các mô hình đầu tư hiện tại, ví dụ ngày mai là một chủ đề của IAM thì là một cái chủ đề của một cái mô hình đầu tư với các cái tỷ lệ của Ethereum và Bitcoin, hay là chi trả cổ phiếu thông qua các cái giao dịch đặt mua đặt bán của cái việc IPO sau này. Còn quỹ hiện tại giao dịch nó phù hợp với những nhà đầu tư vốn ít, vốn nhỡ, vốn trung, thì họ thường có cái tư tưởng là đầu tư với cái dạng an toàn khi họ bận gọi là họ bận rộn và không có thời gian giao dịch, đúng không ạ? Thì thường là người ta có được những cái tư tưởng đầu tư như vậy và các cái tỷ lệ phần trăm được đảm bảo rất là tốt, đúng không ạ? Thế thì tôi cũng như là FD cũng như là đội quản lý account manager cũng đưa ra rất nhiều các cái cách để quản lý đội Việt Trader, Japan Trader, TPFX Asia, Hà Nội Trader, Hồ Chí Minh Trader và London Trader, đúng không ạ? Azura nữa. Đấy là có khoảng độ 9 đội họ giao dịch, khiến cho các tỷ lệ tài khoản sẽ phải gia tăng hàng ngày để có thể chi trả cũng như là có được lợi nhuận cho cái quỹ tính theo quý, tháng và năm, ví dụ như vậy. Các đội phân tích phát triển thị trường thì sẽ có đồng chí Thuận cũng làm thị trường cùng với đội của chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi. Ngoài ra phía thị trường là Eric Nam cũng như là đội Hương với Linh với Ly chia sẻ để có thể có được cái cách để mà chúng ta liên lạc và an toàn và uy tín để chúng ta có thể chi trả cũng như là đảm bảo các uy tín về vấn đề lâu dài. Nó liên quan đến rất nhiều các vấn đề lừa đảo rồi trục lợi rồi rất nhiều để chúng ta cháu kẹp em tạt vào đầu chứ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải tắt cái mic đi. Bây giờ tôi sẽ tắt cái mic. Con nằm quay lại theo hướng em đi để em phải làm con. Tắt cái mic để làm sao. Bây giờ là tắt cái mic của đồng chí Thái này. Bây giờ chưa biết như nào nhỉ. Đồng chí vào lại đi. Ok. Chúng ta vẫn nghe được chưa ạ? Chúng ta vẫn nghe được chưa ạ? Ok, chúng ta vẫn nghe được chưa ạ? Vâng. Ok. Một số các cái mic thì sẽ phải tắt đi để sao cho chúng ta nghe được nó ổn nhất. Thế thì cái GFX nó sẽ đảm bảo các vấn đề chi trả cũng như là đưa ra các cái cách để họ giao dịch và quản lý 9 cái đội này. Thế do vậy là tăng cái tỷ lệ account manager để sao cho có thể chi trả và có thể làm lợi nhuận tốt nhất trong đội. Đấy là những cái mà gia tăng. Ngoài cái vốn tự có của chúng tôi cũng như là vốn huy động thì cũng có những cái nhà đầu tư họ đã rất là happy và họ đã ủy quyền các cái số tiền rất là lớn để chúng ta giao dịch. Đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái quy trình để điều hành giao dịch cũng như là chi trả thông qua các cái phương pháp như hôm qua tôi có thể nói ở cái bài 1 và bài 2 trên YouTube có thể đưa ra, đó là Hedging System, Price Action và Bottom and Top. Đây là những các cái phương pháp mà chủ yếu mà bên quỹ của GFX Asia giao dịch, đúng không ạ? Thế thì nó đưa ra rất nhiều các cái mô hình để có thể đánh và giao dịch trên thị trường ngoại hối, đúng không ạ? Bitcoin, rồi tất cả những cái có thể tham gia được để đem tiền từ thị trường tài chính về cái tài khoản để phân vào quỹ và chia sẻ lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Đấy là mục đích lớn nhất của GFX. Thì những người nghiên cứu về cái này thì sẽ có hai cái trường phái. Trường phái thứ nhất là họ sẽ thấy được cái cách mà họ đánh như thế nào thì ở trong gfx.vn có giải thích. Đó, trong gfx.vn sẽ giải thích rất chi tiết.
gồm 3 phương pháp Hedgehog System, Price Action và Bottom and Top. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể tin tưởng và đưa ra rất nhiều các mô hình. Thế thì có rất nhiều người, người ta nói rằng là vì sao tôi lại phải có thể tham gia vào các quỹ. Thì có rất nhiều các mô hình đầu tư mà chúng ta có thể xem ở đây. Các giải pháp trong VN Express đưa ra có rất nhiều các giải pháp về đầu tư, đúng không ạ? Độc thân có 1,5 tỷ đồng nên đầu tư căn hộ hay mua vàng rất là nhiều. Có nhiều người có vốn lớn, có nhiều người vốn một vài nghìn đồng, nghìn đô, một vài trăm đô cũng có cái tư tưởng đầu tư, đúng không ạ? Do vậy là việc các quỹ nhỏ, quỹ vừa, quỹ trung thì họ đưa ra các giải pháp để phù hợp. Rồi rất nhiều các cái câu hỏi là có đổi USD để mua vàng hay không, hay là chữ lúc gì lúc này, chữ dầu được hay chưa. Nhưng nếu trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái số vốn rất nhỏ để chúng ta mua chứng khoán thì nó lại không đáng, hoặc là có thể xảy ra rủi ro với việc đánh tài khoản. Thì trên mạng những người tham gia đầu tư họ hay like hay share hay tìm các cái bài về Forex hay là Bitcoin hay là Ethereum hay là BO Binary Option ấy, thì họ sẽ hiểu được là cái tỷ lệ rủi ro là đến 95% sẽ cháy tài khoản. Do vậy quỹ nó tồn tại như là một cái phương thức để bảo hiểm cho các nhà đầu tư. Vấn đề là chúng ta chọn lựa ở các cái quỹ sao cho an toàn nhất, tránh trường hợp là bị mất gốc. Đấy là yếu tố quan trọng để mà chúng ta tham gia vào cái việc đầu tư. Còn về cơ bản thì đầu tư cái gì nó cũng sẽ tốt, và đặc biệt là cái gì nó có rủi ro. Vấn đề là chúng ta hợp thức hóa lợi nhuận và hợp thức hóa lấy khoảng thời gian chúng ta xoay vòng vốn. Đấy là yếu tố quan trọng để tham gia một cái quỹ. Đấy là cái yếu tố mà chúng ta có thể nghiên cứu cũng như là đưa ra rất nhiều các giải pháp để chúng ta tin tưởng vào một cái quỹ nào đó. Thì hàng tối tôi có các chủ đề, ví dụ chủ đề hôm nay chúng tôi vẫn nói chi tiết về các cái phương pháp giao dịch của các cái vấn đề về hedging system và price action cũng như là bottom and top để chúng ta vận hành cái quỹ tốt nhất. Và không phải ai biết về tôi thì cũng có thể nói rằng là gì ạ, trước đây thì đào tạo rất là nhiều, sau đó là gì ạ, giảm tải vì rất là bận và quản lý các cái quỹ cũng như là điều phối các cái đội trader cũng như là các cái đội account manager cùng SD cũng như là Henry Thuận này, để đưa ra các cái mô hình tìm kiếm khách hàng cũng như là có thể gom được các cái quỹ mang tính chất an toàn nhất để chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm ở đây có thể là nói là chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu trách nhiệm về số tài sản mà hiện có để có thể bảo lãnh, cũng như là chịu trách nhiệm trước các cái uy tín, đúng không ạ? Giờ mà bị sai sót một cái là cũng tiêu luôn. Do vậy là gì ạ? Chúng ta phải có những cái hiểu nhau và chúng ta phải có cái cách để chúng ta làm cho tốt nhất đối với GFX.Asia. Thì GFX nó tồn tại GFX.vn, GFX.capital hay là GFX.com.vn thì đều lý giải rất là nhiều và nó đạt được các mốc tỷ lệ rất là tốt. Họ đưa ra các mô hình đi vốn và đi lệnh, đúng không ạ? Do lệnh và đi vốn, các cái khối lượng rất là an toàn để chúng ta có thể chi trả được. Rồi các cái vấn đề và về tố liên kết giống như là một cái cuộc chơi trong cái mô hình là giao dịch dò lệnh mà tôi hay chia sẻ vào nhóm, đúng không ạ? Ban đầu rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi mà xác định được xu hướng chính xác thì người ta có thể tố. Nhưng mà điều này mà trong trường hợp mà những người nào không quản trị tốt là gì ạ? Bay tài khoản ngay lập tức. Đấy, đấy là những cái mà anh Kiên hay hỏi đấy, đúng không ạ? Đâu trong trường hợp mà chúng ta hiểu được các mô hình này, chúng ta mới biết được các cái cách để mà vận hành quản trị vốn. Nhưng cái quan trọng đó là gì ạ? Xử lý khi mà sai sót, xử lý khi mà stop loss, xử lý khi mà các tài khoản hedging nó không tốt, đúng không ạ? Lỗ ở tài khoản A nhưng mà có tài khoản B họ bảo hiểm, hoặc lỗ ở tài khoản B bảo hiểm thì đã thắng ở cái tài khoản đầu tư. Do vậy sự vận hành của hedging system cũng như là đưa ra các cái tố của liên kết đối với các việc mà chúng ta giằng co các cái tài khoản, khiến cho tài khoản có lãi và có thể chi trả các nhà đầu tư và chi trả cho đội lương cũng như là văn phòng cũng như là hệ thống giao dịch. Đấy mới là cái quan trọng để vận hành một cái quỹ. Ngoài ra quỹ GFX đưa ra các giải pháp có thể gì ạ? Đầu tư hoặc là theo dõi các cái tỷ lệ xuống giá của cổ phiếu, ví dụ Facebook xuống rất là sâu. Rồi chúng ta nhìn vào các bảng giao dịch tổng sắp đợt vừa rồi, Bitcoin xuống rất là sâu. Thì rất nhiều người hỏi tôi có mua được chưa hay mua được chưa, nhưng mà thực ra không phải là đánh liên tục liên miên là tốt. Những cái quỹ không phải là mua, ví dụ bây giờ chúng ta để ý một cái quỹ của SPDR Gold Shorts, đúng không ạ? Đây là cái Gold Shorts, đấy là cái quỹ đảm bảo và tín thác bằng vàng của chính phủ Mỹ, đúng không ạ? Đưa ra cái việc kinh doanh vàng tại thị trường Mỹ. Gold Shorts không phải là khi mà nó mua liên tục theo ngày đâu, khi nào nó bán ra thì thị trường xuống chốt chết, đúng không ạ? Khi nào nó mua vào thị trường bay lên,
mua với tỷ lệ số tấn, đúng không ạ? Ví dụ cách đây thứ bảy lúc 9:30 đấy là nó bán 14.2 tấn vàng lập tức tức thị trường vàng xuống, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ, khi mà có tác động của chính phủ thì giá vàng nó lại bật lên, đúng không ạ? Do vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cái con sóng vàng đó, chúng ta nhìn thấy sóng vàng đấy lại sau khi quỹ bán nó sẽ hiện lên là các tỷ lệ đang xuống, đúng không ạ? Nó được xuống, đúng không ạ? Nhưng nếu trong trường hợp mà gì ạ, lực đỡ của thị trường nó vẫn chết, đúng không ạ? Và sau khi Mỹ họp và công bố thì lập tức là nó vẫn bật lên. Do vậy cái quỹ nó không cứ là phải đánh liên tục liên miên, đúng không ạ? Mà không phải thị trường đáy là nó bán ra đâu, à không phải đáy là nó mua vào đâu. Quỹ ấy nó đánh là gì ạ? Thị trường nó đang xuống nó còn bán thêm ra đấy. Đó, nó đang xuống là nó bán cả thêm ra. Hoặc là đang lên ấy không phải là chúng ta chọn thời điểm để mua vào, à đang lên không phải để bán ra để đón đỉnh đâu, mà đang lên nó còn mua nữa, khiến cho thị trường còn khủng khiếp bay lên tiếp theo. Do vậy cái việc giao dịch thông qua cái việc top and bottom, đó là đón đáy đón đỉnh ấy không phải là tốt cho cái quỹ bất kỳ lúc nào. Do vậy nếu tài khoản bé mà chúng ta mua sai là cứ thua ngay. Ok, nghe được rồi. Ok, Toang sợ không? Ok, đúng không? Đấy, đấy là những cái chúng ta xem. Thế do vậy là có những người hỏi với tôi rằng là thế theo quỹ thì mua Bitcoin thế nào? Đâu có phải là lúc nó xuống là mua vào đâu, xuống còn bán thêm ra. Ví dụ tôi lấy ví dụ của một cái SPDA Gold Shirt đấy là chúng ta sẽ hiểu. Thế thì trên thế giới nó cũng có những cái quỹ để Bitcoin, đúng không ạ? Nó gọi là các cá mập, đúng không ạ? Nó xuống nó còn bán thêm ra, cho nên là gì ạ? Việc nó sập giảm khiến cho chúng ta quản lý được những cái dâu của thị trường. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái dâu của thị trường đây, đúng không ạ? Lúc nó xuống ấy, đúng không ạ, nó còn sập một phát xuống, đúng không ạ? Đây cái nến xanh này, nhưng mà không phải nó tự nhiên nó xanh lên thế này đâu, nó sập một phát đây, đúng không ạ? Nó bán tiếp ra để cho SL của toàn bộ bọn margin, sau đó chết nó kéo dâu lại, thì những ông bắt đầu nhảy vào là ông nhìn thấy cái dâu này lồi lên là ông mới mua thêm, đúng không ạ? Thế nhưng khi mua thêm rồi người ta không chốt lời, người ta nhìn thấy cái dâu lại sụt xuống ấy, đúng là người ta lại đoán là có lực bán xuống, thì cái dâu này người ta gọi là gì ạ? chân cây nến này được gọi là gì ạ? Xung lực của thị trường, khiến cho gì ạ? Các cái nhà đầu tư sẽ nhìn thấy được là mức cản và hỗ trợ tạm thời của giá. Thế thì người ta hỏi là gì ạ? Những này có phải là cản hay không? Cản thực chất là không phải cần kẻ vẽ kỹ thuật nhiều, mà người ta nhìn thấy các dâu, các cái chân cây nến mà nó rút chân, nó không test qua được các vùng mà nó đã nhắc lại trong quá khứ, lập tức người ta gọi là mức cản. Ngay cả bây giờ tôi có thể thấy được đây là mức cản tạm thời của giá, đó là gì ạ? Nếu nó vượt qua 5921 này mà nó xuống, bây giờ mà nó đạt từ đây xuống, nó vượt quá 5921 ở đây, nó đúng là cái dâu này và vượt qua cái này, nó vượt qua cái này nữa thì nó xuống chối chết. Đó, đấy, ví dụ là như vậy. Thì đây là những cái mà kinh nghiệm để quản lý cái quỹ nó là như vậy. Thế thì nhà đầu tư thường có cái xu hướng là lướt ra lướt vào lên lên xuống xuống, thì nó là gọi là thánh sống rồi, không ai bắt đáy mà không ai bắt đỉnh được, mà chúng ta phải dò những cái lệnh rất là nhỏ, cũng như là đưa ra các giải pháp để khi mà chúng ta nhìn được các lực cản cũng như là các yếu tố xung lực của thị trường, lực mua lực bán, lực cung lực cầu, mà chúng ta đánh giá được cái khung thời gian của cái việc chọn lệnh trong việc đi giá và đi vốn cho cái quỹ của chúng ta. Giả sử chúng ta là một nhà quản lý quỹ đối với một cái tài khoản 500 đô của chúng ta, đấy là một cái quỹ rất là nhỏ siêu, nhưng chúng ta phải hiểu được việc đánh giá thị trường liên tục lên lên xuống xuống, chúng ta cũng bay tài khoản ngay lập tức. Đó, do vậy thị trường chúng ta vào Google mà xem, đó là 98% hoặc 99% sẽ bị thua lỗ nếu trong trường hợp chúng ta không căn trổ được cái vốn. Thì tôi có một số khách hàng, đúng không ạ, thi thoảng thấy xuống bảo em gửi anh 50 triệu anh mua cho Bitcoin nhé, em gửi anh 100 triệu anh mua vào tài khoản cất đi, và thầy cất cho em đấy, đó, cất là mấy chục e, đúng không ạ? Thế thì ông đấy lại là người thắng. Thế bảo xong lúc nào ông mới đi làm chối chết ở đâu đấy, ông đi bất động sản ông làm tung lung tung la, ông nào ông mở ra ông bảo ôi lên rồi thầy ơi, thầy gửi cho em nhé, thế là bán ra ông được gì ạ, 50 đấy, trong vòng có hơn một tháng mà ông được 78 triệu đấy, từ 50 triệu lên 78 triệu. Thế tức là trong 3 tháng đấy ông đã lãi rồi, chứ ông không cần phải ngồi giao dịch gì cả. Do vậy quản lý đơn giản là một cái vận hành vốn mà thôi. Còn việc đua với thị trường, tức là hầu hết những nhà đầu tư có số vốn nhỏ lẻ 500 đô, 800 đô, 1.000 đô thì đua với là 30 phút hay là gì ạ, 45 phút hay là 1 giờ. Đấy là cái việc mà sai lầm để mà chúng ta biết. Thì nay cái GFX có thể hỗ trợ cho chúng ta, có thể gì ạ, gửi các cái khoản đó để chúng ta đầu tư thông qua cái quỹ đấy. Đấy là sự an toàn trong cái việc giao dịch. Mọi người nghe được không ạ? Nhanh quá không? Sợ? Ừ, sợ gì mà sợ? Lấy vợ có sợ không? Yêu có sợ không? Nghe được không? Ấn số 1 đi ạ. Ok, anh Kiên hỏi suốt ngày, anh Kiên bảo đánh nhé. Dò lệnh. Nhanh à. Ok.
Rồi, thế thì đấy là những cái nguyên tắc trong cái việc giao dịch, đúng không ạ? Trong cái việc giao dịch là chúng ta hỏi những cái điều như vậy, đúng không ạ? Chúng ta hỏi anh ơi mua được chưa, thầy ơi mua được chưa. Nhưng thực ra những cái đấy là sự không hiểu biết, chúng ta phải tìm hiểu một chút, đúng không ạ? Thì tôi thì có cái may mắn hơn mọi người, đúng là cái kinh nghiệm lâu thôi, còn đâu là cũng như nhau cả, đúng không ạ? Đánh một tài khoản 500 đô cũng run run sợ sợ đấy. 500 đô tốt nhất là gì ạ? Khi làng nó xuống, đúng không ạ? Mua vật chất thì vứt ở đấy, đúng không ạ? 3 tháng sau quay lại nó còn đúng vẫn 500 đô, ồ thế là mình siêu rồi đấy. Thế bây giờ 500 đô mà muốn có 10.000 đô ấy, thì thực sự là gì ạ? Đấy là gì ạ? Là chúng ta sẽ đua với thị trường là 30 phút, 1 phút, thậm chí có người đánh 1 phút. Đấy, chính vì thế nên là chúng ta sẽ phải có được những cái tư duy tốt nhất trong cái việc giao dịch. À, vậy thì bây giờ có một người sẽ nói rằng là bây giờ thầy đoán đi. À, Ether nó xuống hay Bitcoin xuống, đúng không ạ? Nếu bây giờ đoán nó xuống thì bảo ôi thầy giỏi quá. Nếu bảo đoán sai thì ra bảo thầy dốt thế, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta sẽ nói rất là nhiều việc chơi, nhưng thực tế mà nói, đúng không ạ? Hầu như các quỹ lớn thì người ta đưa ra các khoản mua, các khoản giá để mua, và người ta có thể chờ đợi những cái cú swing của thị trường ở mức lợi thế nhiều nhất. Thì đó chính là cái vận hành quỹ. Vậy người ta đưa ra cho một cái vùng test, đúng không ạ? Những người tham lam, người ta sẽ đưa ra các vùng test để bán ra. Ví dụ bán ra ở vùng gì cao, đúng không ạ? Người ta chỉ chờ lên 7984 này hoặc là 80 này để người ta bán ra với một cái vị thế là chỉ có bán. Còn nếu mà người ta mua ở các cái vị thế thấp, người ta bảo không quan tâm cái việc mua ở việc 6074 hay không, tôi về vùng 5072 tôi sẽ mua, hoặc về vùng 4431 tôi sẽ mua. Do vậy các vùng thấp tôi cứ đi làm việc của tôi, còn cái vùng thấp này tôi sẽ gửi thầy tôi mua, hoặc là tôi sẽ ra lệnh là mua và bắt đầu gì tôi bắt đầu ngồi chờ. Vậy thì ông Warren Buffett, ông có cái quỹ ở Hathaway đấy, thì ông ta đưa ra các giải pháp là gì ạ? Nếu Facebook ở các vùng tầm giá này ông sẽ không mua. Ông ta chờ có một cái cú swing của thị trường, ông sẽ mua rất nhiều cổ phiếu của Facebook hoặc là của Google. Mark Zuckerberg làm giá rồi tất cả mọi cái, thì chắc chắn là gì, các quỹ người ta sẽ mua và người ta chờ đợi một cái vùng giá tốt để người ta mua, thì đấy là người ta gọi là vận hành. Vậy tài khoản của chúng ta cũng như vậy. Quay trở lại cái quỹ, đúng không ạ? Thì các phương pháp nó đưa ra, đúng không ạ? Các nhân tố price action hay là đảm bảo các vấn đề về đi vốn, đúng không ạ? Đưa ra các vấn đề thăm dò vốn và đưa ra cái lợi thế để mua bán tốt nhất. Đấy là cái yếu tố quan trọng để chúng ta có thể biết. Và người ta biết được chịu được rủi ro, đúng không ạ? Ví dụ làm quỹ mà có một số vốn mà không chịu được rủi ro là bay tài khoản cái là tù luôn, kiện tội, đúng không ạ? Mai thì thầy trở thành thằng nhanh lắm, đúng không ạ? Nó là như này, nó là nhanh, đúng không ạ? Cộng đồng thì bây giờ thế giới phẳng rồi. Tất cả mọi cái là một cái câu chuyện mà tôi thấy rằng là gì đúng như là sai, sai như đúng, nhoằng cái là có thể thấy được rất là sự nguy hiểm. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ biết. Thế thì để mà vận hành nó thì nó còn rất nhiều cái tiếp theo nữa. Nó là một số các cái phân tích về sóng, về đón sóng, rồi thậm chí trong trường hợp không an toàn đấy là người ta phải cả mua cả bán, người ta hét hai đầu lại để có một cái biên độ gap, tức là gì ạ? Lên người ta cũng sẽ thắng và thua người ta sẽ bị cắt lỗ ở một điểm, sao cho tỷ lệ TP lớn hơn SL. Đấy là một cái vừa buy vừa sell. Vừa buy vừa sell đấy là hedging system. Còn bottom and top đó là vùng đáy và vùng đỉnh, người ta biết được giá vàng kiểu gì cũng sẽ bị sập. Bởi vì sao? Bởi vì người ta tham bán ở các vùng có cái mức cản cũng như là cái yếu tố tâm lý thông qua cái tin tức. Do vậy là việc lên người ta bán, xuống người ta mua, vùng bắt đáy người ta phải hiểu rất nhiều về các tâm lý của tin tức. Rồi, một số anh tắt mic nào, anh Trần Đức này tắt mic đi. Cái nào cái mic ở đây nữa là tắt mic đi nào. Thằng lái xe nữa đúng không? Tắt cái mic đi nào. Chơi rồi. Anh nào đang chơi rồi. Ok. Đó là cái mà chúng ta xem xét, đúng không ạ? Và sau khi top and bottom, đúng không ạ? Và đưa ra các cái mốc của price action hay là test các mức vòng dò giá, thì GFX nó sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư để cho chúng ta có được cái cách để mà chúng ta có cái lợi nhuận tốt nhất. Thì các mức lợi nhuận cam kết thì các cái trợ lý cũng như là vào gfx.com.vn để chúng ta đăng ký, gfx.asia để chúng ta đăng ký, và các cái quản trị tài khoản nó rất là minh bạch. Các cái vùng dò giá, các vấn đề về đánh, đúng không ạ? Các cái mốc dò giá, đúng không ạ? Mốc dò giá là chúng ta đã biết, đúng không ạ? Hôm qua thì tôi có thể nói với mọi người rồi, các mức lãi, rồi mức lỗ, rồi các vấn đề cắt lỗ, các mức lãi để có thể chi trả chi phí, đúng không ạ? Rất nhiều các cái tài khoản lãi rất là lớn, đúng không ạ?
Thế thì bây giờ mình nhìn thấy cái lãi lớn này thì mình thèm, mình thích, mình bảo thôi quỹ nó giao dịch tốt thế thì thôi tôi đánh, tự tôi đánh luôn cho nó ngon. Nhưng mà thực ra là gì ạ, nó sẽ phù hợp với cái việc cắt lỗ sau này, đúng không ạ, để làm sao là lỗ và lãi nó cộng vào nó tổng dương. Đấy là cái yếu tố quan trọng để mà chúng ta có thể nhìn thấy. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng được các cái vấn đề hedging system hay là đưa ra các giải pháp thì chúng ta buộc phải thông qua các cái tin tức, đúng không ạ? Ví dụ ngày mai là ngày thứ hai, chúng ta sẽ nhìn thấy các tin tức để chúng ta nhìn, ví dụ Đức đã thêm 2438 trường hợp được xác nhận mỗi ngày và tổng có 23921 trường hợp được xác nhận. Ngày mai là cái tin tức sáng ngày mai lúc thị trường bung lên ấy, thị trường không biết là gap như thế nào. Theo tôi và hầu hết 89 người đánh giá hôm nay sò hỏi thì là cái tỷ lệ vàng nó sẽ gap tăng lên rất là mạnh ngày mai, và Bitcoin nó cũng có thể tăng lên mạnh ngày mai, sau đó nó sập một cái khoảng rất là thảm. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất đó là cái việc thị trường của chữa dịch cúm nó không được ủng hộ, và Mỹ chính thức đưa ra các cái tin tức bác bỏ việc thử được thành công các vaccine phòng cúm. Do vậy nhà đầu tư thường có cái tư duy về trữ tiền hơn. Trước đây thì khi mà chiến tranh hay địch họa hay là các dịch bệnh xảy ra thì nhà đầu tư có xu hướng giữ vàng, nhưng nay người ta không tin vào cái việc đầu tư. Do vậy là gì ạ? Người ta thổ tiền mặt. Với một cái giai đoạn như thế này thì tiền mặt hiện tại đang lên ngôi. Tiền mặt là vua, đô la là vua, do vậy gần như các cái tài sản khác đều có thể là xuống giá. Do vậy Bitcoin và Ethereum có khả năng sẽ không lên được các mức cao, bởi vì sẽ bị bán ra để thu tiền về. Các quỹ bắt đáy thành công trong cái thời gian vừa qua lại tiếp tục xả hàng khi mà đạt được các mức độ là gì ạ? Có lãi. Tôi không nói lãi ít hay lãi nhiều, nhưng mà có lãi là đã gì ạ? Xả hàng rồi. Do vậy là gì ạ? Chỉ số USD Index sẽ được tăng cao. Do vậy là vàng và đẩy lên mạnh mẽ rồi lại tiếp tục xả. Giá dầu có thể về đến 12 đô khi mà gì ạ? Chiến tranh giữa Nga và Ả Rập và Mỹ đưa ra rất nhiều các cái mô hình, đúng không ạ? Giá đường, giá sữa, đúng không ạ? Giá đường, giá lúa mì cũng có thể xuống rất là khủng khiếp. Chỉ số USD Index thì càng tăng cao khiến cho gì ạ? Tiền mặt là vua, đồng đô la. Người ta vẫn nói là đô la là có giá trị riêng của nó, hoa hồng vẫn là hoa hồng, và đô la có một cái giá trị và sức mạnh tiềm ẩn của nó, và trong lúc này nó sẽ thể hiện cái bản lĩnh của nó, khiến cho đa phương hóa toàn bộ tất cả các cái nền kinh tế, khiến cho đô la nó len lỏi vào tất cả các cái thị trường, từ thứ cấp đến gì ạ? Cao cấp đến gì ạ? Người cá nhân nhỏ lẻ đều mong muốn trữ tiền mặt còn hơn là việc vàng. Do vậy xả là cái điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy. Tiếp nữa đó là cái vấn đề về Bitcoin cũng vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy ở các cái mốc mà nó sẽ xả hàng khi mà đưa ra các cái thông tin về dịch cúm, và cúm lúc này nó sẽ chi phối toàn bộ, đúng không ạ? Tập đoàn Emirates, nhân viên sẽ tiếp tục nhận được những lợi ích khác trong giai đoạn này. Đây là những cái tin tức mà các website này nó đưa ra, đúng không ạ? Tin tức thị trường là Thủ tướng Israel đã ra lệnh thúc đẩy nền kinh tế và viện trợ trong vòng 48 giờ, đúng không ạ? Đây là những cái Thống đốc Michigan, Hoa Kỳ phát hiện virus rộng hơn, sẽ giúp hiểu các nhóm virus. Rất nhiều các tin tức này để chúng ta xem. Tin tức thị trường là viêm phổi cúm của Hà Lan đã được xác nhận với 573 trường hợp. Đúng không? Toàn bộ châu Âu đã đang lan tỏa rất là khủng khiếp, và Italia và Tây Ban Nha cũng như là một số các nước châu Âu đang rất là khủng hoảng, rất là khủng khiếp. Đúng không? Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Munich, đây không phải là một cuộc khủng hoảng tài chính nhiều năm, đúng không ạ? Người ta vẫn đang khẳng định và tất cả những cái sự bơm thổi đưa ra rất nhiều các cái gói kích thích, kích cầu để thị trường lồi lên nhưng lại bị lực bán sập xuống, lồi lên lại sập xuống. Do vậy là gì ạ? Chúng ta đã nhìn thấy các cái mô hình để chúng ta vận dụng. Vậy GFX đưa ra các giải pháp để chúng ta theo cái quỹ, hoặc là chúng ta có tư duy để chúng ta có tự giao dịch của chúng ta sao cho an toàn nhất. Vậy thì qua đó chúng ta nhìn thấy các tỉ lệ phân quỹ, đúng không ạ? GFX sẽ đưa ra cho chúng ta rất nhiều, đúng không ạ? Trong cái trang chủ chúng ta nhìn thấy là các cập nhật cam kết giữa công ty với lại cá nhân này, đúng không ạ? Thông tin người dùng, thông tin ngân hàng để nạp rút tiền, các quản lý chúng ta sẽ gửi tiền, rút tiền và rút tiền về ví. Các đội đầu tư chúng ta sẽ có các cái mô hình về đội đầu tư. Đúng không ạ? Chúng ta có thể theo dõi các đội đầu tư, có thể chúng ta xem là các đội đầu tư và chúng ta xem được các tài khoản bảo hiểm, tài khoản B, tài khoản A để chúng ta giao dịch, để chúng ta nhìn thấy quỹ họ giao dịch, họ đưa ra, đúng không ạ? Các đội đầu tư chúng ta sẽ chọn, đúng không ạ? Hiện tại thì COVID đang hướng đến mọi người đang giao dịch ở đội Japan Trader cũng như là Hồ Chí Minh Trader. Thì đây là những cái mà đang được theo dõi là tỷ lệ đánh rất là tốt. Thế thì khi mà chúng ta theo dõi thì chúng ta có thể vào cái gfx.com.vn.
để chúng ta tìm hiểu. Đó. Rồi ZFX.vn để giải thích đó, chi tiết, và trong cái cập nhật là ZFX.capital đó, để chúng ta xem được các cái cam kết đó. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái đăng ký ở trong cái ZFX.com.vn để chúng ta có thể đăng ký đó, đăng ký với cái mẫu đăng ký để chúng ta có thể tham gia tên đúng không ạ. Sau đó chúng ta cập nhật chứng minh thư, tất cả mọi cái để chúng ta có thể tham gia với ZFX. Thì hôm nay thì tôi có nói chuyện với mọi người về một số các thông tin để chúng ta tổng hợp, để chúng ta dự đoán một trong những cái xu hướng mà quỹ người ta cũng phải theo dõi. Rồi các phương pháp để giao dịch sao cho an toàn nhất. Thứ hai là các tư duy của quỹ, các tư duy để chúng ta nhìn nhận được các cái cách để mà chúng ta làm thế nào để chúng ta hiểu được các cái mô hình, đúng không ạ? Rồi các con sóng cũng như là dò sóng, cũng như là các cách để mà chúng ta nhìn nhận một con sóng hay là một cái mức cản tạm thời của giá. Vì các tài khoản nó là nhỏ, do vậy là chúng ta không thể đua hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây được. Bởi vì các điểm vào đều có sự rủi ro của nó. Cái hơn chỉ là gì ạ? Sự quản lý vốn mà thôi. Hơn là tâm lý giao dịch, hơn là số đa dạng vốn, đa dạng nguồn vốn. Một tài khoản 500 đô chắc chắn sẽ giao dịch khác với tài khoản 1.000 đô. Và đương nhiên nó khác với một tài khoản 500.000 đô. Do vậy việc đi vốn, việc đi khối lượng đúng không ạ, cũng như là tâm lý, đặc biệt là kinh nghiệm xử lý ở các vùng thấp của giá và vùng cao của giá. Còn tham là vùng cao lại tiếp tục là mua vào nó sập một cái cũng đứt, từ vùng thấp mà bán ra nó lại lên mất đúng không ạ. Do vậy người ta hay nói rằng là giỏi quá đúng không ạ, toàn là mua đỉnh bán ở đáy thôi. Do vậy là gì ạ, chúng ta phải hiểu được các sự vận hành. Thì hy vọng rằng là hôm nay cái chủ đề của GFX đã giúp cho chúng ta có một số các cái tầm nhìn gợi mở để chúng ta quản lý một tài khoản của chúng ta. Trong trường hợp ta liên lạc với GFX, chúng ta đừng ngần ngại chat Zalo, cũng như là liên lạc với đội trợ lý, cũng như là liên kết với cái link ở dưới video này và YouTube. Thứ hai nữa là ngày mai có một cái chủ đề về giao dịch đối với lại IAM, thì chúng ta lại cứ hàng tối chúng ta bớt chút thời gian, chúng ta nghe khoảng độ 30 phút đúng không ạ, là chúng ta sẽ gợi mở để hy vọng làm việc tài chính. Làm tài chính thì chúng ta sẽ có được những cái tư duy tốt nhất và có những cái tầm ảnh hưởng, rồi có những cái cách để chúng ta nghiên cứu về tư duy, sau này chúng ta có những nguồn vốn tốt, chúng ta có thể tự giao dịch, hoặc là chúng ta ủy thác, hoặc là chúng ta đưa ra một cái phương thức đầu tư một cách an toàn nhất thông qua cái việc mà quản lý vốn của chúng ta, cũng như là đưa ra cái cách để chúng ta vận hành. Một lần nữa thì tôi xin được cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, đúng không? Tìm hiểu về GFX.Asia, đừng ngần ngại chat và Zalo cùng với chúng tôi. Tối ngày mai chúng ta lại có các chủ đề về IAM, một trong những giải pháp của Index AI Market, một trong những quỹ của Anh phát triển thông qua Bitcoin, Ethereum. Tối ngày mai hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye. Chào nhau, ấn số 3 một cái để chào nhau nào. Mọi người có cần hỏi gì không? Đúng không ạ? Có thể chat đúng không ạ? Bye bye đúng không ạ? Và mọi người có thể chat hỏi ở trên nhóm, mọi người có thể nhóm ở Zalo ấy, là chúng ta hỏi nhau nhé, cần gì thì hỏi thôi. Còn đâu ngày mai, tối ngày mai là nhóm trợ lý sẽ bắt đầu chia sẻ về Zoom của ngày mai, là tập trung vào cơ hội đầu tư với Index AI Market, đúng không ạ? Một trong những cái giải pháp để đầu tư với Ethereum, Bitcoin. Hẹn gặp lại, yêu mọi người, bye bye.